Cảng Nam Định Vũ, một trong những dự án cảng trọng điểm của tập đoàn Gemadep, nổi bật không chỉ với vị trí đắc địa và quy mô bậc nhất, mà còn bởi năng lực tiếp nhận được tàu lớn nhất khu vực Đình Vũ với trọng tải 48.000 deadweight ton, chiều dài tàu 240m. Bắt đầu triển khai vào năm 2016, sau 2 năm xây dựng và lắp đặt, ngày 7 tháng 5 năm 2018, cảng Nam Đình Vũ chính thức đi vào khai thác. Với những nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ, cảng Nam Đình Vũ luôn khẳng định vị thế người chơi chính của mình trong thị trường khai thác cảng tại khu vực phía Bắc, khi thị phần liên tục tăng trưởng mạnh. Đứng trước những khó khăn thách thức của đại dịch Covid-19, cảng Nam Đình Vũ vẫn tiếp tục ghi dấu ấn với thị trường bằng sự ủng hộ của các hãng tàu với các tuyến dịch vụ mới, các dự án mới, nâng cao năng lực khai thác, phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng. Ngày 28 tháng 12 năm 2021, cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 2 chính thức được khởi công, là một trong những dự án trọng điểm của tập đoàn Gemadep tại phía Bắc. Cảng được đầu tư mới đồng bộ trang thiết bị với chất lượng hiện đại và thân thiện với môi trường, đảm bảo cho quá trình vận hành được thông suốt, tối ưu và bền vững. Giai đoạn 2 ra đời đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa lợi thế cạnh tranh của cảng Nam Đình Vũ khi có thể khai thác đồng thời 4 tàu cập cảng. Tọa lạc trong khu công nghiệp Nam Đình Vũ, đầu mối vận tải hàng hóa thương mại quốc tế và nội địa quan trọng bậc nhất của miền Bắc, cảng Nam Đình Vũ là cửa ngõ huyết mạch kết nối các tuyến giao thương quốc tế với những thế mạnh riêng biệt. Không chỉ là một nhà khai thác cảng chuyên nghiệp, cảng Nam Đình Vũ còn mang tới cho khách hàng các dịch vụ trọn gói logistics khi nằm trong hệ sinh thái Gemadep, như vận tải đa phương thức, thủ tục hải quan, kho phân phối, dịch vụ depot đạt tiêu chuẩn quốc tế. Giai đoạn 2 đi vào hoạt động sẽ đưa cảng Nam Đình Vũ chính thức trở thành một trong những nhà khai thác cảng container lớn nhất tại khu vực Đình Vũ, với tổng chiều dài cầu bến tới 880m, độ sâu trước bến âm 8,5m, cùng hệ thống phương tiện thiết bị đồng bộ hiện đại giúp nâng cao năng suất và chất lượng dịch vụ. Hệ thống công nghệ thông tin và ứng dụng cảng thông minh SmartPort đảm bảo tính, thời gian, thực hiện mọi tác nghiệp, đem lại cho khách hàng những trải nghiệm công nghệ thông minh, thân thiện và tối ưu công việc. Cùng với đó chính là đội ngũ nhân sự thấm nhuần văn hóa, năng động nhiệt huyết, sẵn sàng vượt lên mọi trở ngại, tận tâm với công việc. Cảng Nam Đình Vũ mang trong mình sứ mệnh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế miền Bắc và trở thành mắt xích chiến lược kết nối các vành đai kinh tế trong chuỗi hoạt động logistics của cả nước. Giai đoạn 3 sẽ nhanh chóng được khởi công và đi vào hoạt động trong năm 2025, nâng cấp năng lực của cảng Nam Đình Vũ lên với 7 bến cảng container trên tổng diện tích hơn 65 hectare, đưa cảng Nam Đình Vũ trở thành cảng sông lớn nhất tại khu vực Đình Vũ với chiều dài cầu tàu 1,5 km, công suất thiết kế trên 2 triệu TEU. Với tinh thần hăng say, nhiệt huyết, miệt mài ngày đêm trên bến cảng, cảng Nam Đình Vũ không ngừng phát triển, năng động, trở thành đầu mối trung chuyển quan trọng, thúc đẩy dòng chảy hàng hóa khu vực phía Bắc và là một đối tác đáng tin cậy của các bạn hàng quốc tế.